Vâng, xin giới thiệu với các bạn, đây là xóm Nho Quế. Ngày xưa lịch sử có nói rằng bên phía đằng này là trồng nho, còn bên đằng này là trồng quế, nên người ta gọi chung đây là xóm Nho Quế. Và bây giờ mời các bạn cùng xem cảnh tượng hùng vĩ của xóm Nho Quế.